Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một món bánh không những rất là đẹp mắt mà còn ngon miệng nữa. Đó là bánh cách chanh hạt poppy. Nhà mình ai ai cũng nghiện bánh hết, nhất là bánh có bơ phô mai nè. Bởi vậy ai cũng tròn tròn đều hết á. Nếu các bạn cũng thấy thích món bánh này thì mình hãy vào bếp và cùng làm nha. Tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị rồi nè. Bột mì đa dụng mình có 240g, bột nở baking powder mình có 3/4 muỗng cà phê, muối mình có 1/2 muỗng cà phê, rồi bơ lạc thì mình có 156g, mình cho vô microwave khoảng 30 giây cho nó tan ra nha các bạn. Whipping cream mình có 60g, mình để nhiệt độ phòng nha. Rồi nước cốt chanh vàng mình có 1/2 trái. Đây là hạt poppy mình có 30g, hạt hoa anh túc đó các bạn. Cái quan trọng nè, đây là trái chanh vàng nè, chút xíu mình sẽ bào vỏ đó. Mình bào bằng cái bào này nè các bạn. Đây, sau khi bào xong thì vỏ chanh vàng nè, mình có 2 trái nha, mình bào vỏ của 2 trái chanh vàng. Mình dùng cái bào đó mình bào ha. Mình đừng có bào mạnh quá, nó sẽ ra cái trắng, nó sẽ bị đắng. Mình bào sơ sơ hoài thôi, vỏ nó thơm lắm. Trứng gà, mình có 4 trứng nha. Đường, đường cát trắng đó các bạn, mình có 250g. Đường thường không phải đường bột nha các bạn. Còn đây á, là nguyên liệu để mình phết lên vỏ bánh nè. Sau khi nướng xong đó, mình có đường bột 70g, nước chanh vàng khoảng nửa trái nha, nửa trái tới một trái. Với cái nguyên liệu trên á, thì các bạn nhớ dùng khuôn 13-23 nha. Thì mình bị lạc nó mất tiêu cái khuôn đó rồi, nên hôm nay á, mình phải xài cái khuôn 15x30 nè. Hơi bị lớn đó các bạn. Khuôn bánh thì các bạn phải trét bơ nha. Rồi chút xíu nữa mình cho giấy nến vào, để mình khi mình cho bánh vào nó không có nướng bánh không có bị dính, mình dễ gỡ ra nha. Hoặc là các bạn không cho giấy nến thì các bạn trét bơ như vậy nè, xong rồi mình rắc bột vô, bột mì á, cho nó bám vô thành là được rồi. Nếu mà nhà mình không có giấy nến ha, rồi mình làm mình trét bơ xong á thì mình nhớ đi mở cái lò nướng trước để làm nóng trước nha. Mình mở 180 độ C và đặt cái giá ở giữa lò ha. Đó, mình trét như vậy là được rồi các bạn. Rồi, giờ mình cho giấy nến vô nha. Đó, mình cho như vậy á, thì khi mà nướng xong á, mình lấy ra rất là dễ. Trong một cái tô nha, mình sẽ cho ba loại bột lại với nhau nè, trộn với nhau nè. Có bột mì, bột nở, muối. Tất cả mình phải rây qua rây hết nha các bạn. Để cho bột nó mịn á, nó không bị những cái hạt nó to nó làm bánh nó mất mịn màng nha. Mình cho tất cả ba loại này vô tô, xong mình trộn đều lại với nhau. Trộn thật là đều ha. Mình trộn cho đều lại, rồi mình để qua một bên nè. Trong một cái ô lớn hơn nha, mình sẽ cho các nguyên liệu khác. Bơ nè, bơ lúc nãy mà mình cho vô microwave đó. Hoặc là các bạn cách để trên cách thủy trên nước nóng á, cho nó tan ra nè. Rồi mình cho whipping cream nữa. Whipping cream thì để nhiệt độ phòng ha các bạn. Mình sẽ thêm vỏ chanh nữa nè. Vỏ chanh thơm lắm các bạn ơi. Cái bánh này á, thơm là nhờ vỏ chanh đó.
Rồi nước cốt chanh nữa nè. Và cuối cùng là hạt búp bi. Xong rồi mình trộn đều cái hỗn hợp này lại với nhau nha. Mình dùng cái phới dẹt á, mình trộn lại. Mình trộn cho thiệt là đều lên. Đẹp quá các bạn. Hạt búp bi thì đen đen nè, whipping cream thì trắng. Mình trộn vậy này mình đã thấy vỏ chanh nó hơi vàng vàng rồi đó. Mình trộn cho đều rồi mình để qua một bên nha. Trong một cái tô khác á, thì mình cho đường với trứng vô. Mình đánh bằng máy cầm tay với tốc độ trung bình nha. Nếu mà máy cầm tay á, thì các bạn đánh khoảng 8-10 phút là được. Còn nếu mà các bạn đánh bằng máy đẩy bàn á, thì mình đánh khoảng 4-5 phút là đủ rồi ha. Mình đánh đến khi nào mà cái hỗn hợp nó ngã sang màu vàng nhạt, sáng mịn là được rồi. Các bạn biết không, trong các loại bánh á, mình đặc biệt á, là thích bánh cát chanh này. Vì cái mùi bánh nó rất là thơm và ngon cực kỳ luôn. Mình từng cái miếng bánh nó thơm lưng mùi chanh nè, mềm ẩm mà đến mức khi mình ăn á, mình cảm giác như nó tan trong miệng của mình á. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn làm thử đi nha. Đó, mình đánh như vậy là nó gần gạt rồi đó các bạn. Rồi như vậy là được rồi. Giờ thì mình cho cái hỗn hợp bột khi nãy mình đã trộn á, mình cho vào hỗn hợp trứng nè. Mình cho từ từ thôi. Mình cho vào rồi xong rồi mình trộn cho đều nha. Mình cho từng phần vậy đó. Hết thì mình cho tiếp ha. Mình cứ trộn cho bột với trứng quyện đều lại với nhau nha. Rồi mình cho thêm nữa nè. Mình cứ cho từ từ đi, vì mình cho một lần khó trộn đều lắm. Nhớ trộn cho thiệt là đều lên nha. Đây là bột với trứng tròn quyện vào nhau rồi đó các bạn. Giờ mình lấy cái hỗn hợp bột trứng khi nãy mà mình mới vừa trộn xong á, mình cho vô cái âu bơ nha, kem bơ nha. Mình chia làm 4 lần rồi mình cho từng lần vào, từng lần nhỏ vào nha các bạn. Mình cho 1/4 vào xong rồi mình trộn lên, mình trộn cho thiệt là đều. Xong rồi mình cho lại cho tiếp. Mình cho đến khi nào tới hết thì thôi nha. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Đây là cái khâu cuối cùng rồi, nên các bạn nhớ trộn cho kỹ ha. Mình phải trộn thiệt là đều để cho cái hỗn hợp nó quyện vào nhau. Vậy là được rồi nè. Trộn thì cả đều rồi.
Giờ là mình chuẩn bị mang khuôn cho vào khuôn để mang đi nướng nha. Giờ mình cho cái hỗn hợp bột vào khuôn đã trát bơ và lót giấy nến lúc nãy nha. Khi khuôn của mình nó lớn quá các bạn ạ, mình cho vào được nó có được nửa khuôn thôi à. Nó quá to so với cái lượng bột luôn. Mình cho thêm một cái đường bơ ở giữa để bánh mình nó có một đường nứt nè. Giờ thì mình cho vô lò, mình nướng bánh ở 180 độ C trong 1 giờ 10 phút nha các bạn. Mình chọn cái chế độ nướng hai lửa nha. Sau 1 giờ 10 phút rồi, bây giờ mình chuẩn bị thử bánh nha. Nãy giờ bánh thơm nứt mũi luôn các bạn ạ. Mình dùng cây xiên để coi bánh chín chưa nè. Như vậy là chín rồi nè các bạn. Nếu mà các bạn kéo cây xiên lên á, mà bột nó còn dính lại á, có nghĩa là bánh chưa chín nha, mình phải nướng thêm. Còn khô ráo như vậy là chín rồi. Mình cho bánh ra ngoài nha. Mình để nguội ít nhất khoảng 30 phút cho tới 45 phút nha. Sau đó thì mình sẽ phết cái phần syrup lên trên, cái phần syrup chanh đường của mình á. Bánh nguội rồi nè. Giờ mình khuấy cái hỗn hợp chanh đường, đường bột đó các bạn, chanh đường lên để phết bánh nha. Các bạn nhớ trộn cho đều để đường nó tan hết ha. Nếu không có đường bột thì mình xài đường cát thường cũng được, nhưng mà các bạn sẽ khuấy nó hơi cực hơn một chút, khuấy lâu hơn một chút. Giờ mình lấy bánh ra khỏi khuôn để lên giá nha. Để mình phết nè. Màu đẹp quá các bạn ạ. Mình cứ phết từ từ cho cái phần chanh đường nó ngấm vào bánh nè. Phết xong thì mình để khoảng 15 phút để cho bánh nó thấm nha các bạn, rồi mình mới cắt ha. Bánh thơm ơi là thơm luôn. Cái phần syrup chua chua, ngọt ngọt, nhẹ nhàng bên ngoài rất thấm vô rất là ngon nè. Cắn một miếng các bạn sẽ cảm nhận được cái vị rất là lạ của hạt búp bi nữa nè. Ăn rất là vui miệng luôn. Bánh thơm nức mùi chanh luôn, mùi bơ nữa các bạn. Các bạn nhớ làm thử món bánh này cho gia đình mình ăn nha. Đảm bảo là cả nhà mình ai cũng thích luôn á. Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần quây quần bên gia đình mình thật là vui nè, và cùng nhau thưởng thức từng lát bánh cát chanh hạt búp bi ngọt ngào này nha. Thank you.